Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người cái tính năng rất đặc biệt của cái máy xử lý rượu Canossi. Hôm nay sẽ giới thiệu với mọi người hai cái tính chất rất đặc biệt. Đó là một cái tính chất hòa trộn dung dịch của máy. Thứ hai là khả năng chia nhỏ cái phân tử rượu hay là phân tử nước. Thì đây là hai cái tính năng rất đặc biệt. Cái tính năng đầu tiên là cái tính năng hòa trộn hai cái dung dịch với nhau, thì làm cho cái dung dịch đó nó đồng đều hơn, đồng nhất hơn. Ứng dụng vào cái việc đó thì chúng ta có thể pha trà, pha cà phê sữa, xử lý rượu, vân vân, đều làm cái đồ uống trở nên ngon hơn rất là nhiều so với cái việc mà chúng ta pha chế thông thường. Cái thứ hai là cái một cái tính năng nữa cũng rất là tuyệt vời của cái máy này, là nó có khả năng sự chia nhỏ các phân tử nước. Thì phân tử nước chia nhỏ ra để làm gì? Thì khi phân tử nước chia nhỏ ra thì nó có khả năng thẩm thấu và đưa khoáng chất vào cơ thể, giúp cái quá trình trao đổi chất nhanh hơn, và đồng thời sẽ đào thải các độc tố, giải độc cơ thể nhanh hơn. Thì mỗi mỗi sáng thức dậy thì chúng ta có thể cho nước vào trong cái máy này, chúng ta xử lý khoảng 5 phút thì chúng ta sẽ có một cái loại thức uống năng lượng rất là tốt cho cơ thể. Thì để mà chuẩn bị cho cái thí nghiệm này thì các cái dụng cụ thí nghiệm chuẩn bị như sau. Cái thứ nhất là cái máy xử lý rượu Canossi, hai cái cốc thủy tinh. Ở đây tôi dùng cái cốc thủy tinh 250 ml và một cốc nước lớn. Tôi sử dụng là 1.800 ml, một chai dầu ăn và hai sợi dây bấc. Thì tôi sẽ lần lượt làm cái thí nghiệm đầu tiên, là cái thí nghiệm chia nhỏ phân tử nước để chúng ta có cái nhìn trực quan hơn.